Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp tục với cái chủ đề bước đi theo Thánh Linh. But today we're going to finish or continue to learn about walking with the Holy Spirit. Yeah. Câu Kinh Thánh mà tôi muốn dùng làm nền tảng để chúng ta cùng học với nhau trong cái chủ đề bước đi theo Thánh Linh vào bài học cuối cùng này, đó là Amos đoạn 3 câu 3. And the Bible scripture that I want to use as a base is that in Amos chapter 3 verse 3. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên và một lần nữa kính kiền trong sự đọc lời Chúa và đọc một cách rập rằng. Let us all stand and read the words together. Nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung được sao? Nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung được sao? Ai thuộc? Can two walk together unless they are agree? Amos 3:3. Rồi mời các bạn thanh niên hãy đọc bằng cái ngôn ngữ mà các bạn yêu thích. Can some young adult read this in the English or the language that's preferable for you? Rồi xin mời các bạn đọc. Cô Dung đọc cho các bạn đọc. Right. Can two walk together unless they are agree? Xin đọc lớn lại. Can two walk together unless they are agreed? Xin đọc lại một lần nữa. Can two walk together unless they are agreed? Dễ thuộc không? Isn't it easy to remember? Cảm ơn, xin mời ngồi. Thank you, you all may be seated. Câu Kinh Thánh này ngắn gọn. This verse is very brief. Nhưng có thể áp dụng trong mọi mối quan hệ của chúng ta trong cuộc sống. But it could apply to any relationships in our life. Trong mọi lĩnh vực. In all aspect. Từ trong cái phương diện mà gọi là làm việc cho đến những cái sự gọi là niềm tin. You can apply in works as well as in your faith. Hay nói khác hơn là trong lĩnh vực thuộc thể cũng như trong lĩnh vực tâm linh. In other words, you can apply this in the human nature aspect or in the spiritual aspect. Và sáng hôm nay tôi với cô Dung cũng đang đồng hành với nhau. And this morning we are walking together. Nhưng nếu tôi nói một đường, cô Dung nói một nẻo. So if I speak in one way and you're going to speak another way. Thì ông bà anh em sẽ có một sứ điệp khác. Then you will have different messages. Tôi nói về bước theo Thánh Linh. If I speak about walking with the Holy Spirit. Nhưng cô Dung sẽ nói rằng bước theo xác thịt. If I said to walk with the flesh, thì rất là nguy hiểm. Then that can be very dangerous. Cho nên chúng ta khi hai người đồng làm việc với nhau, when two people are working together, khi hai người đồng ý đi chung với nhau, when two people agree to walk together, thì mới có thể đi cùng một hướng được. Then they can walk together in the same direction. Và mới có thể đến đích điểm được. So they can come to a final destination. Chúng ta bước đi theo Thánh Linh như bài học mà chúng ta học trong quý vừa qua. So we walk with the Holy Spirit as we have been learning this past quarter. Nhưng câu hỏi được đặt ra trong buổi sáng hôm nay là Thánh Linh và quý vị có đang đồng hành với nhau hay không? But the question presented this morning is that are you and the Holy Spirit walking together? Câu hỏi này chỉ có quý vị trả lời được với chính Chúa và chính mình mà thôi. And with this question, only you can answer this question with God. Tôi nhìn quý vị nhưng mà tôi không biết quý vị có đang được đồng đi cùng Thánh Linh hay là đang cùng đi với Thánh Linh hay không. I can look at you, but I do not know whether you walk with the Holy Spirit or not. Nhưng mà chỉ có quý vị và Chúa Thánh Linh mới biết quý but vị. But only you know within yourself that whether you walk with the Holy Spirit or not. Và bài học buổi sáng hôm nay. And the message this morning. Tôi xin cùng với quý ông bà anh em nghiên cứu về những cái điều mà khi chúng ta đồng đi với nhau sẽ như thế nào. So we're going to study together how two people are walking together. How is it like? Nó là những điều rất là thường tình. It's very common. Nhưng mà đôi khi chúng ta không có để ý. But maybe we overlook that. Nhưng qua bài học này tôi muốn giống như đúc kết, muốn cho ông bà anh em nhìn lại. But through this message I want to summarize and help you focus. Để qua đó chúng ta sẽ có những cái sự nắm bắt và chúng ta sẽ cùng đi với Ngài
một cách đúng đắn hơn ở trong những ngày sắp tới. So through that you have a better grip of understanding so you can walk with the Holy Spirit better. Ba điều cần thiết để hai đối tượng hay là hai đối tác hay là hai nhóm người hoặc là So there's three things that is essential for a group of at least two people to accomplish together. Hoặc là hai cái thành phần cùng làm việc với nhau, so có thể nói như vậy. Two parties that's working together. Tiếng Anh chưa giỏi mà tiếng Việt thì quên. Xin thông cảm. Ba cái điểm mà cần thiết để mà hai đối tượng có thể đồng hành với nhau. There are three key points that the two parties can walk together. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta bước theo Thánh Linh, if we say that we walk with the Holy Spirit, thì cũng có nghĩa là chúng ta đang đồng hành cùng Thánh Linh. That means we are walking or accompany with the Holy Spirit. Và chúng ta học về cái vấn đề đồng hành với xin lỗi bước theo Thánh Linh đã mấy tuần rồi, mấy tháng rồi? How many months have we learned about walking with the Holy Spirit? 3 tháng. 3 months. Câu hỏi đặt ra là quý ông bà anh em đã bước đi với Thánh Linh chưa? So the question is, đi lúc nào? Are you walking with the Holy Spirit and when was it or when is it? Lúc nào ông bà anh em? Hay là mới sáng hôm nay mới bắt đầu đi? When is it or was it just this morning? Cho nên ba điểm đề cập đến đó là nơi khởi hành hay là địa điểm hay là nơi xuất phát, thời điểm xuất phát. So what we're going to say is the first thing is that the starting point. Thứ hai là hướng đi hay là phương hướng. The second point is that the direction. Và thứ ba là địa điểm đến. And the last point is the final destination. Bài học sáng nay tôi đã được Chúa tỏ bày cách đây một tháng. And I have been, God has been revealing this message to me about a month already. Nhưng mà cũng không phải dễ dàng vì tôi có thể là cô đọng nó lại để mà gửi đến hội thánh của Chúa. But it wasn't easy for me to form it together or help to make it focus. Nhưng cảm ơn Chúa Thánh Linh đã giúp tôi hoàn thành điều đó. But I thank the Holy Spirit to help me accomplish this task. Khi đầu tháng 9 vừa rồi là chúng ta có cái kỳ trại gia đình. Phải không, đầu tháng 9. When earlier in September we had this trip where the family camp. Và qua chuyến đi đó, Chúa đã bắt đầu nhắc cho tôi cái ý tưởng của bài giảng này. And through that trip, God has putting ideas and message in my head. Đó là nơi khởi hành. That is the starting point. Hướng đi. The direction. Và địa điểm đến. And the final destination. Bây giờ chúng ta cùng học với nhau điểm thứ nhất, đó là điểm khởi hành. Let us learn together the first point, that is the starting point. Điều đầu tiên chúng ta đi đâu đó với ai, dù là đi bộ hay đi xe hoặc là đi máy bay, đi tàu lửa gì chẳng hạn. The first thing, whether you walking with someone or riding a bus or an airplane with someone. Dù chúng ta dùng bất cứ phương tiện nào thì chúng ta cũng cần có một nơi khởi hành. Whatever the form of transportation that you're using, you will still have to have a starting point. Nơi xuất phát là điều đầu tiên mà chúng ta phải đề cập đến. The starting point is the first thing you have to mention. Thứ sáu vừa qua thì tôi với anh Hiển và cô Trà My, vợ của anh Hiển, đi lên học Kinh Thánh ở trên khu vực 5. So this past Friday, I was meeting with Brother Hiển and his wife, cô Trà My, to go up to group 5. Và thường khi mà ngày thứ sáu thì thầy Hiển thét cho tôi rằng, mục sư, tối nay có đi nhóm khu vực 5 không? And usually before Friday, Brother Hiển would text me and say, "Are you going to Group 5 on Friday?" Và khi tôi nhận cái text là tôi trả lời rằng tôi đi, hoặc là có khi tôi hỏi ngược lại thầy Hiển. And usually when I receive that text and I say, "Yes, I'm going," or sometimes I may ask a random question back. Và khi chúng tôi trả lời yes với nhau thì chúng tôi sẽ chọn một cái địa điểm để dừng xe. Once we say yes to each other, then we'll choose a meeting place. Và địa điểm mà chúng tôi thường để một cái chiếc xe ở đó để đi chung với nhau trên chiếc xe của thầy Hiển thì đó là parking của Phở VN. And the place that we commonly meet is at VN parking lot. Cho nên thầy Hiển thường nhắn là tại Phở VN, parking Phở VN nha mục sư.
And so brother Yến always say parking lot VN phở parking lot. Nhưng mà nếu mà tôi chạy lên phở Đại Lợi tôi đậu xe thì sao? But what happened if I go to phở Đại Lợi to park? Thì có lẽ rằng chuyến đi đó sẽ không thành công. Then we'll probably miss each other and we won't phải be không, able to accomplish that journey. Và trong tuần qua thì chúng tôi nhóm nhà của cô Dung chú Thuận. And this past week we met at Miss Yung's house. Thì chúng tôi được cô Thùy test ra cho cái địa chỉ nữa. And cô Thùy sent us another location. Chứ nếu không thì chúng tôi chạy tới nhà cô Thùy thường xuyên hơn là tới một địa điểm nào khác thì. Otherwise we would have gone to her house instead of the right location. Hồi thánh chúng ta vừa rồi đi Panama City thì cô Dung cũng phải test cái địa chỉ địa điểm đó để cho chúng ta đi. So on our last trip we have to text out the destination or the location where we're going. Những người ngồi trên xe thì không cần có cái địa chỉ đó nhưng mà những người lái xe thì tất cả đều nhận cái địa chỉ trong tay. So the passenger in the cars may not need to know the address, but those who are driving they do. Nơi gặp gỡ hay là nơi khởi hành của chúng ta với Chúa là ở đâu ông bạn em? Where is the starting point where we meeting with God? Ở đâu? Where is it? Có nghĩa là tôi hỏi vậy thôi chứ tôi biết ông bạn em trả lời sẽ có trả lời đúng hoặc là trả lời sai và đôi khi ông bạn em sợ rằng tôi hỏi mẹo. I'm just asking that question. I know you have the answer, but I know you may afraid that I'm asking a trick question. Nhưng mà thật sự tất cả chúng ta đều xuất phát từ nơi khởi hành của chúng ta với Chúa là tại chân thập tự giá. But we are starting at the foot of the cross. Tại vì không có thập tự giá, không có sự chết của Chúa Giêsu, chúng ta chẳng được tha thứ tội lỗi. Because if we don't start at the cross, then we do not receive forgiveness of our sin. Và mọi gánh nặng tội lỗi chúng ta đã được trút bỏ tại nơi chân thập tự giá. And all the burden of our sins has been released at the cross. Và khi tôi và ông bạn em tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa trong cuộc đời mình tại nơi thập tự giá đó, Chúa bắt đầu đồng đi cùng chúng ta. Once we receive Lord Jesus as our Lord and Savior at the cross, then that is the starting point. Và tôi tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta ngồi đây ai nấy đều có một cái khởi điểm với Chúa cả. And I believe that everyone here has a starting point with God. Amen, hội thánh. Amen. Cái khởi điểm của tôi có thể rằng lâu hơn một số người ở đây, maybe, nhưng cũng không phải là lâu hơn nhiều người ở đây. My starting point or my starting time may have been earlier than most of you here, but that does not mean I'm the earliest. Nhưng mà cũng có một số khởi điểm của quý ông bà anh em thì chỉ mới một năm, hai năm nay mà thôi. And maybe your starting point was just a year or two ago. Và nơi đó là ngã rẽ của cuộc đời của chúng ta, thời điểm đó là ngã rẽ trong cuộc đời của tôi và ông bà anh em. And that is where our life fork or divided. Và tại nơi đó thì chúng ta thừa nhận với Chúa rằng Chúa ơi, con là người có tội, con sai đường rồi, Chúa ơi, xin hãy giúp đỡ con. And at that point is where you recognize, Lord, I am going on the in the wrong direction. Please help me to go in the right direction. Xin hãy dẫn con đi trong con đường của Chúa để chúng con không đi trong con đường của thế gian tội lỗi và làm nô lệ cho tội lỗi. Please guide me to walk in your path in the right direction so that I'm not walking in the this world. Và tại nơi đó chúng ta biết rằng con đường chúng ta đi không phải là con đường Chúa đi, hướng chúng ta đi không phải là hướng mà Chúa đi. And we know at that point where we are heading to is not where God wanted to head to, and where we wanted to walk, that is not where God wanted to walk. Và tôi tin chắc rằng tại cái thời điểm đó Chúa Ngài đến và nắm lấy tay của tôi cũng như tay của quý ông bà anh em và Ngài nói rằng hãy đi theo ta. And at that cross point, amen, or crossway, God held our hand and he helped to guide us to his path. Từ cái khởi hành những cái con đường ban đầu của chúng ta đó, bây giờ chúng ta trở về với Chúa và để Chúa nắm lấy tay của chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi trên con đường của Ngài. And from that cross point, we have let God to hold our hand to lead us on his path. Khi nói vấn đề đồng hành với Chúa Thánh Linh là đi cùng với Chúa Thánh Linh. When we said about walking with the Holy Spirit or accompanied by the Holy Spirit. Điều đó nhắc cho tôi cũng như quý ông bà anh em nhớ đến có một con người trong Cựu Ước là đồng đi cùng Chúa. And that's remind me of a character in the Bible who has been walking with God. Đó là ai ông bà anh em nhớ không? Do you remember who that is? Đó là Henoch. Yeah. That's Enoch. Henoch.
Trong chương 5 của Sáng Thế Ký cho chúng ta biết điều đó. In Genesis chapter 5, let us know this information. Khi đọc chương này có lẽ rằng rất là buồn tẻ bởi vì cứ nói về gia phả của dòng dõi Adam. This chapter may be very boring because it's going through the all the genealogy from Adam. Nhưng mà đến cái câu 24 thì chúng ta thấy có một điều khác biệt ở đây. But then at verse 24 you see something that is very different. Đó là Henoch đồng đi cùng Đức Chúa Trời. And it said that Enoch walked with God. Cuộc đời của chúng ta có thể có những lúc rất là buồn tẻ, nhưng mà rồi chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta được gặp Ngài, biết Ngài và chúng ta bắt đầu đồng đi với Ngài. In our life it may be very boring or mundane, but once we met God, God will accompany us and he help us to walk with him. Trong Kinh Thánh Matthew đoạn 7 từ câu 13 đến câu 14, Chúa Giêsu có nói về hai con đường. In Matthew chapter 7 verse 13 and 14, Jesus mentioned about two paths. Đó là một con đường rộng và một con đường hẹp. That is a wide path and a narrow path. Cái con đường rộng khoảng khoát thì dẫn đến sự hư mất, sự chết. The path that is wide it leads to death. Và có nhiều người ngồi vào đó. And many people have started on that path. Nhưng con đường hẹp và con đường chật đó thì lại dẫn đến sự sống. But the narrow path leads to life. Kẻ tìm được thì ít. Those who found that path is very few. Ngày hôm nay chúng ta thấy ngày Chủ nhật người ta đi chơi nhiều hơn là đi nhà thờ. Just like we see today on Sunday, people go out to play more than go to church. Chúng ta ở đây thì chúng ta thấy rằng cái số lượng này không đông với so với một cái rạp hát mà người ta đang coi phim ở trong đó. And if you look at our congregation right now, it's not as cái con đường rộng và thoải mái with someone audience in a theater. Không dẫn họ đến sự sống. And that wide path does con đường ông bà anh em đang đi đây mặc dù có thể ngồi cảm thấy rằng rất là mệt mỏi khó khăn, nhưng mà ông bà anh em ơi, đây là con đường dẫn chúng ta đến sự sống. And the path that you choose this morning and today maybe seem boring but it leads to life. Con đường dẫn đến sự sống mà Chúa Giêsu nói thì ít có người tìm thấy được. And the path that leads to life, not many people found it and not many willing to walk on it. Và Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta con đường đúng đắn để chúng ta bước đi. And the Holy Spirit revealed that path so we can walk on it. Và những con người bước đi là những con người đồng đi với Chúa Thánh Linh đó. And those who are willing to walk on that path, that means they are accompanied by the Holy Spirit. Và tin mừng cho ông bà anh em, bởi vì không ai biết chúng ta đồng đi với Chúa bằng chính chúng ta, phải không? And the good news for you is that nobody know whether you walk with God or not than yourself. Thì tin mừng mà tôi muốn nói với ông bà anh em rằng khi ông bà anh em đang có mặt tại đây trong giờ phút này, chính là ông bà anh em đang đồng đi cùng Chúa Thánh Linh đó. So the good news is that if you choose the path to walk with God or be here in God's house this morning, that means you choose to be with God and you are walking with God this morning. Nhưng tôi cũng cảnh báo rằng cái phần đông những con người đi trên con đường thế gian xác thịt thì nhiều hơn. But I want to warn that many people will go on a different path. Không phải tôi cảnh báo, nhưng mà Kinh Thánh đã cho chúng ta biết điều đó. And this is not my word, but the Bible has already told us. Nhưng mà tôi muốn cảnh báo đó là gì? Có những con người đi trên con đường tôn giáo nhưng mà không đi cùng với Chúa Thánh Linh. And also there are those who walk with religion but not necessarily walking with the Holy Spirit. Cho nên ước mong rằng chúng ta đến đây không phải là nghi thức tôn giáo, mà chúng ta đến đây vì cớ chúng ta đồng đi cùng Thánh Linh của Ngài. So hopefully when we come here we're not coming because of a religious a ritual but because we walking with God. We walking with the Holy Spirit. Cho nên hãy chắc chắn rằng cái khởi hành của mỗi một người chúng ta là thập tự giá. For sure, our starting point is at the cross. Hãy biết chắc chắn rằng bởi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa trong cuộc đời mình, mà kể từ đó chúng ta đã bước đi với Ngài. So know for sure that your starting point is at the cross, and from that point on, you are walking with God. Và cái người mà mới nhất trong cái năm này bước đi với Chúa đó là gia đình của cô Thảo. Anh Danh phải không?
Date, yeah, xin lỗi. So the newest family that start walking with God this year is Miss Thảo and Jay. Và tôi tin rằng cuộc đời bắt đầu bước đi theo Chúa của anh chị sẽ nhìn thấy được những điều mới mẻ ở trong Chúa và phước hạnh trong Chúa. And I believe that you will see new things as you walking with God. Cảm ơn Chúa. We thank God for this. Cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Có ai trong chúng ta ngồi đây mà chưa khởi đầu với Chúa không? Does anyone sitting here that hasn't have a starting point with God? Nếu có ai mà như vậy thì chúng tôi ước mong rằng sau giờ này quý vị sẽ được gặp Chúa và bắt đầu khởi đầu với Ngài. If any one of you here doesn't have a starting point with God, nếu những ai đang theo dõi trong sự thờ phượng Chúa với chúng tôi là những người chưa lần nào tiếp nhận Chúa và chưa lần nào gặp Chúa ở nơi thập tự giá, thì tôi ước mong rằng ngay giờ phút này quý vị hãy quỳ gối xuống trước mặt Chúa và nói với Ngài rằng: Chúa ơi, con bằng lòng để dâng cuộc đời của con còn lại cho Chúa. And for those of you who are following us online or live at this point, and if you hear this word and you want to receive God into your heart, you can kneel where you are and ask God to be in your life right now. Nhiều năm tháng qua con đã đi sai đường mà giờ này con quyết định đi cùng với Chúa Thánh Linh. And say to God that the past days or years I have been walking in my own path. Xin tha tội lỗi cho con và Thánh Linh ơi, xin dẫn dắt cuộc đời của con. And Holy Spirit guide my life and to walk in your path. Chỉ như vậy ông bạn em đã bắt đầu có một cái bước khởi đầu với Chúa rồi đó. And all, that is all you need to have a starting point with God. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần thứ hai là hướng đi. And we're going to go to the next point that is the direction. Nếu chúng ta đang đi cùng với Chúa Thánh Linh hay là đi với ai đó thì chúng ta phải biết cái hướng đi chúng ta như thế nào. If we walking with the Holy Spirit, we have to know what is our direction. Chúng ta phải có cùng một hướng đi với nhau. We have to have a same direction. Hướng đi chúng ta phải giống nhau, đúng không bạn em? We have to have same direction, right? Nếu mà những ngày qua hội thánh của Chúa đi Panama City mà một số người thì đi về cái hướng sao. If we going to Panama City and then someone else going in the south or in the park. Nhưng mà còn một vài người thì đi về hướng north thì điều gì xảy ra? And then some going to the north end, then what will happen? Chắc chắn là chúng ta sẽ không có một cái ngày vui vẻ với nhau. Then for sure we're not going to have a great time with each other. Cái con đường hoặc là bản đồ mà để chúng ta đi phải được thỏa thuận và phải được gửi ra trước. Giống như tôi nói lúc nãy. So the direction has to be decided upon and it has to be sent out. Cho nên khi Chúa Thánh Linh Ngài kêu gọi chúng ta bước đi với Ngài cũng vậy. Ngài kêu gọi chúng ta đi cái con đường mà Ngài muốn chúng ta đi hàng ngày chứ không phải là thỉnh thoảng. So it's similar when the Holy Spirit walking with us, he sent out direction, he wants us to walk with him daily and not just sometimes. Và làm thế nào để chúng ta có thể biết con đường nào mà chúng ta bước đi với Chúa? How do we know which path to walk with God? Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta Kinh Thánh là bản đồ để chỉ cho chúng ta lối đi ở trong đời sống chúng ta, hướng đi của chúng ta hàng so ngày. We thank God that he has given us the Bible so he can show us direction. Amen, ông bà, how to walk in our daily life. Nhưng mà có nhiều khi có quyển Kinh Thánh đó mà chúng ta lại không coi bản đồ. Unfortunately, sometimes we have the Bible but we don't look at our map. Có không? Does that happen? Có không? Does that happen? Có, thành thật mà khai báo. So yes, we have to be honest and admit it. Chúng tôi cảm ơn Chúa cho những ngày qua lắp ráp được cái cầu sân chơi cho thiếu nhi đằng phía trước. We were just thank God for giving us the ability to build or put together the playground in front of the church. Và nơi sản xuất á, thì gửi cho chúng tôi cả một cái catalo, một cái bản sơ đồ về cái sân chơi đó. So the manufacturer company sent us the instruction how to put it together. Và cô Dung nói tôi rằng là mục sư phải in ra để mà có sử dụng. And I asked the pastor to print it out so that we can use it while we're doing the putting together. Nhưng mà hội thánh của Chúa thì có thuê một người đến để chỉ dẫn chúng ta lắp ráp cái điều đó.
But we also had hired a supervised installation person to come. Nhưng mà tôi nói rằng là có người chỉ dẫn mình rồi và họ phải có bản đồ chứ hơi đâu mình in ra nữa. So I said to her, like, well, we already have the installation counselor coming to help us. Why do I need to print out the instruction for? Tại vì nó 50 mấy trang giấy lận chứ không phải 1-2 tờ. It's 50 something pages. Tôi định là không in bởi vì thấy nhiều quá. Tốn mực, tốn giấy. I didn't think it was necessary, so I didn't want to print because it was going to be wasting inks and paper. Nhưng mà rồi tôi nghĩ rằng thôi mình phải in bởi vì nếu không thì tới lúc đó mà in thì mất thời giờ. So I did decided to print just in case because otherwise it will waste time. Và khi chúng tôi in ra rồi cái bản đó thì cái người mà tới hướng dẫn chúng tôi có để sử dụng. And because I printed it, so the person who came, he has that to look over. Mà có một cái điều là người hướng dẫn của chúng tôi để hướng dẫn chúng tôi làm thì ông cũng cầm bản đồ đó nhưng mà không biết ông có coi một cách rất là đầy đủ từ trước ra sau hay không và coi chi tiết hay không. Nhưng mà xin thưa là ông hướng dẫn chúng tôi đúng chứ mà không trúng. Yeah. So the installation counselor came and he get a grip of that instruction and to guide us, but unfortunately we don't know whether he understand all the instruction or if he had read the instruction, but he guide us somewhat not correct. Yeah. Ở đây không phải chê khen gì ông ta nhưng mà muốn nói rằng nếu chúng ta có bản đồ, có cái sơ đồ hướng dẫn mà chúng ta không coi một cách chi tiết, tỉ mỉ, kỹ lưỡng thì giống như chúng tôi vừa rồi, cuối cùng dư ra 9-10 cái trụ, cái chân để mà ốp tụ. So when we have the instruction, if we don't read it and follow it, then we'll mess up. And just like how when we build that playground, we end up having extra parts because we didn't follow the instruction. Và có những anh em khi làm việc thì cũng thấy cái này, thấy cái kia, bóc tới làm nhưng mà không có coi bản vẽ thì nó cũng không có đúng. So a lot of our brothers came and they got the idea and they figured it out, but they didn't look at the instruction. So they put it together based on what they know and it didn't come out right. Cho nên anh Huân là chuyên gia về lắp ráp máy móc của máy bay, ảnh là cái người coi bản vẽ và tìm kiếm những cái vật dụng để đó. So Brother Huân, he's very specialized in looking at parts and looking at the instruction to follow it closely because of his work background. Còn anh Tường với anh Huân, anh Tường với anh Cường là những người rất là khéo tay và cầm máy để mà bắn ống vào. And Brother Tường and Cường, they are very good or talented with their hand with drilling and so on. Chúng tôi phải làm một cách rất là tỉ mỉ căn cứ vào những bản vẽ thì nó mới có thể tốt được. And we have to follow the instruction on chỉ cần lơ là cái bản vẽ chút là có vấn đề xảy ra. Because if we do not follow that just even a few steps, then it will mess up. Đó là cái hướng đi để mà chúng tôi có thể cùng làm việc với nhau. Because that is the direction for us to work together. Cảm ơn Chúa, Kinh Thánh là một cái bản đồ Chúa chúng ta. Và trong Thi Thiên 119 câu 105 cho chúng ta biết rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. And we thank God that God has left the instruction in the Bible for us to read, as in Psalm 119 verse 105, that the word of God is the lamp unto my feet. Chỉ có lời Chúa mới dẫn chúng ta đi đúng đường. Only God's words can take us to the right path. Còn mục sư thì cũng giống như ông kỹ sư tới hướng dẫn vậy đó. The pastor would be just similar to that installation counselor. Đôi khi cũng có thể dẫn ông bạn em đi mà sai đường. Occasionally, pastor can take you in the wrong path. Tôi nói một cách nghiêm túc, chính vì vậy. And I'm saying it seriously. Mỗi người Chúa cho có một quyển Kinh Thánh. And each one of us have a Bible. Và sau khi nghe giảng rồi, giống như Paulo nói về hội thánh ở tại Berea. And just like Paul has mentioned about the Berean church. Về nhà ta xem Kinh Thánh, xem thử follow giảng có đúng không? They go back and review the word of God to confirm whether what he preached is correct or not. Hôm nay tôi thấy quý con cái của Chúa chúng ta ít đọc Kinh Thánh quá. But today I see many Christians are not reading the Bible that much. Ít đọc Kinh Thánh quá. We don't read the Bible that much. Ít xem bản đồ này quá. We don't look at our map. Và đó là lý do mà chúng ta thường đi lầm đường lạc lối. And that's the reason why we get lost. Mà sai một ly là đi một dặm.
and just a centimeter off, then you'll be way off by a mile. And today the mile of the gas prices are going up. Cảm ơn Chúa, Phaolô nói trong Galati đoạn 5 câu 16 như thế này. And Paul said in Galatians chapter 5 verse 16. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh. I say then walk in the spirit. Chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. And you shall not fulfill the cái con người chúng ta thì đi muốn đi theo xác thịt. Our human nature, we want to walk. Nhưng mà Phaolô đầy tớ của Ngài nhắc nhở cho chúng ta hãy bước theo Thánh Linh. But Paul, God's servant has reminded us to walk with the Holy Spirit. Và chúng ta đang học về cái đề tài là hãy bước theo Thánh Linh, nhưng mà chúng ta đã bước theo Thánh Linh chưa hay vẫn còn đi theo xác thịt của mình? And we're studying about walking with the Holy Spirit. Are we actually walking with the Holy Spirit? Và trong Galati đoạn 5 câu 25 nói rằng nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh. And in Galatians chapter 5 verse 25, it said that if we live in the Spirit, then let us also walk in the Spirit. Nếu hội thánh của Chúa nói rằng là hội thánh này bước theo Thánh Linh thì ông bà anh em, chúng ta có thật sự đang bước theo Thánh Linh hay không? If we say our church is walk with the Holy Spirit, are we really walking in the Spirit? Nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta nhờ Thánh Linh mà có được ngày hôm nay, thì ngày hôm nay chúng ta có còn tiếp tục bước đi theo Thánh Linh hay không? If we say that we had trust and relied on the Holy Spirit back then, are we still doing it today? Đó không phải là câu hỏi chỉ cho ông bà anh em mà cho chính mình tôi nữa. And this question is not just presented to you but also to myself. Khởi đầu hội thánh của Chúa là bước theo Thánh Linh. We started out to walk with the Holy Spirit. Và vì cớ chúng tôi bước theo Thánh Linh mà hội thánh của Chúa tại Eagle Landing đã không chấp nhận cho chúng tôi sử dụng cái ngôi thánh đường, cái phòng ốc tại nơi đó để thờ phượng Chúa. And because we walk with the Holy Spirit, that's why we were not able to continue to use the facility at the Eagle Landing. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cũng vì cớ chúng ta bước đi theo Thánh Linh, sẽ có một thời gian mà chúng ta gặp khó khăn, không có chỗ nhóm, mà chúng ta phải nhóm ở nhà riêng hoặc là ra công viên mà nhóm. And thank God, although when we walk with the Holy Spirit, we'll face some trial and some obstacle. We have to have church meeting at home, at the park and so on. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta bước đi theo Thánh Linh là không bao giờ lầm lạc. But we thank God when we walk with the Holy Spirit, we will not get lost. Dù có những lúc mà chúng ta chịu khó, chịu khổ, nhưng mà rồi kết cục chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta có một ngôi thánh đường để thờ phượng Chúa. Although we go through some trial and tribulation, but now we are standing here in this facility. Và cảm ơn Chúa, đó là kết quả để mà cho chúng ta được khích lệ vì có chúng ta sẵn lòng bước đi theo Ngài. And that's what encourages us because that's the reward for walking with the Holy Spirit and the results that we accomplish. Và trong Roma đoạn 8 câu 1, câu 2. Romans chapter 1, Romans chapter 8 verse 1. 1 and 2. Yeah. Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. For now there is no condemnation for those who are in Christ. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. For the law of the Spirit of life in Jesus has made me free from the law of sin and death. Amen. Amen. Trước đây chúng ta ở trong cái lề luật, trong luật pháp thì chúng ta điều gì? Bị đón phạt. Before we were living under the law, so we were punished. We were being punished by that. Nhưng mà tin mừng cho chúng ta là hiện nay không còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Giêsu Christ. But now there's no more condemnation for those who are in Christ. Và mỗi một người chúng ta là những con người ở trong Chúa Giêsu. And for those of us who are in Christ. With Jesus. Chúng ta cảm ơn Chúa vì không còn có sự đón phạt nào cho chúng ta. We thank you Jesus that there's no more condemnation for us. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì cái luật của Thánh Linh sự sống. Because the law of life in the Holy Spirit. Nhờ Chúa Giêsu hay là qua Chúa Giêsu buông tha chúng ta khỏi luật pháp của sự chết và tội. Through Jesus we are being set free from the law. Điều này không dành cho những con người đi theo thế gian xác thịt. These things are not reserved for those who walk with the flesh. Điều này dành cho chúng ta là những con người bước theo Thánh Linh. This reserved for those who walk with the Holy Spirit. Vì vậy bổn phận của mỗi người chúng ta là phải bước theo Thánh Linh và ở trong Thánh Linh của Ngài. So therefore our part is to walk in the Holy Spirit and be in him. Vậy thì làm thế nào để chúng ta làm điều này?
So how do we accomplish this? Làm thế nào để chúng ta ở trong Thánh Linh hoặc là làm thế nào để chúng ta bước theo Thánh Linh? How do we walk with the Holy Spirit? Đó là chúng ta phải đầy dẫy Thánh Linh. That means we have to be filled with the Holy Spirit. Nếu chúng ta không đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta không có Thánh Linh ở bên trong và bên ngoài cuộc đời của chúng ta. Có nghĩa là cái sự báp têm Thánh Linh hay đầy dẫy Thánh Linh là cái việc tràn ngập Ngài ở trong cuộc đời của chúng ta, từng căn phòng, từng cái ngõ ngách ở trong cuộc đời chúng ta, sự hiện diện của Thánh Linh đầy dẫy bên trong. If we're not filled with the Holy Spirit, then the Holy Spirit cannot be going before and after for us, and He cannot be filled within all the department in our life. Hai tuần tới đây sẽ làm lễ báp têm cho một số con cái Chúa. And in the upcoming weeks, we're going to be doing baptism. Và báp têm là gì? And what is baptism? Là người đó được nhận chìm trong nước. That means that person is being submerged in the water. Nước sẽ đầy dẫy trên cái con người đó. Water will fill that person. Và đó là hình ảnh của một người nói với Chúa rằng con đồng chết, đồng chôn với Ngài. And that represents a picture said that a person who said, I'm willing to be die and bury with you, God. Trong Kinh Thánh nhiều lần Chúa nói chúng ta phải được báp têm Thánh Linh hoặc là được đầy dẫy Thánh Linh. And the Bible has mentioned many times that we have to be baptized in the Holy Spirit. Và hội thánh của Chúa chúng ta không phải chỉ mang cái tiếng là chúng ta bước theo Thánh Linh, nhưng mà để bước theo Thánh Linh thì chúng ta phải đầy dẫy Thánh Linh, phải cần sự đầy dẫy Thánh Linh, ông bà anh em. Our church shouldn't be just known for walk with the Holy Spirit. Ngài đầy dẫy bên trong và bên ngoài cuộc đời của chúng ta. The Holy Spirit. And the Holy Spirit should be overflowing in our life. Hay nói khác hơn là cái địa bàn chúng ta sống, cái vùng chúng ta sống thì được Chúa quan phòng, được Chúa bao phủ ở bên trong lẫn bên ngoài. In other words, where we live, where we stay, our location should be filled and covered by the Holy Spirit. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, quý con dân của Chúa. So may God help each one of us. Chúng ta phải khát khao để được đầy dẫy chính mình Ngài. We have to be thirsty and have the desire khát khao ở trong sự hiện diện with của him, Ngài. To be in his presence. Hai người đồng đi cùng với nhau. If two people are walking together, thì phải đi cùng một hướng. They have to walk in the same direction. Chúa muốn chúng ta đầy dẫy Thánh Linh Ngài và bước đi trong Thánh Linh Ngài. God wants us to walk with the Holy Spirit and be in His Holy Spirit. Cho nên Chúa Giêsu khi về trời, Ngài trước khi về trời, Ngài nói rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta một đấng yên ủi. That's why when Jesus ascended to heaven, He said He sent ở với chúng ta, ở trong chúng ta, so that He can be with us. Và chính Chúa cũng nói rằng hãy chờ đợi cho đến khi mà được nhận lấy Thánh Linh của Ngài, đấng mà Cha hứa. Jesus also said for them to stay and wait until the Holy Spirit came upon them. Nhưng mà nếu Chúa Giêsu nói như vậy mà dân sự của Chúa không chờ đợi, không ở tại nơi một cái địa điểm để mà gọi là để nhận lãnh cái sự hứa của Ngài thì điều gì xảy ra? So if Jesus tell them to wait for the coming of the Holy Spirit, but if they did not wait there, then what will happen? Cảm ơn Chúa có 120 môn đồ trong ngày đó. And we thank God there's 120 disciples were there. Nhưng trước đó Chúa nói với 500 người. But prior to that, he had mentioned this to 500 people. Nhưng đã gần như 2/3. But it's almost like 2/3 of them were not present there at the upper room. Chỉ có 120 người đã được đầy dẫy Thánh Linh. There were only 120 people were filled with the Holy Spirit. Và đó chính là những con người đồng đi cùng Chúa. And those are the people who walk with the Holy Spirit. Còn những con người mà không có mặt tại đó thì gì? And those who were not present there, then không thể nói họ đang đồng bước đi với Thánh Linh được. We cannot say that they are walking with the Holy Spirit. Và có lẽ rằng Kinh Thánh cũng không chép về cuộc đời của những người đó về sau. And the Bible probably didn't mention anything more about those people. Nhưng mà những con người mà có mặt ở tại phòng cao đó, but those people who present there at the upper room, chúng ta thấy lần lượt Kinh Thánh có chép về một số người đại diện. And eventually we see the Bible mention a few that are represent in that group. Và chúng ta thấy kết quả của họ. And we see their results. Hết sức là đầy quyền năng, đầy ơn. Their results were astounding and very powerful. Amen, hội thánh. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta phải đồng đi với Ngài thì chúng ta phải đi cùng một hướng với Ngài. So may God help us when we walk with God, then we have to be in the same direction with Him. Tuy nhiên có một vấn đề có thể xảy ra khi chúng ta đồng đi cùng với ai đó.
Well, there of course may be some problem when we walking with someone. Dù ra đi bộ hoặc là đi xe. Whether we walking or we riding in a car. Tôi nhớ trước đây thì tôi mới qua Mỹ. I remember when I first came to America. Và tôi tập lái xe. I was learning how to drive. Và ngày Chủ nhật sau khi nhóm xong thì Trọng em chồng của cô Dung. And after church, Miss Dung brother-in-law Trọng. Rủ chúng tôi đi đến phở Đại Lợi để ăn trưa. He asked us to go to Phở Đại Lợi for lunch. Mà ông bà anh em biết cái người biết mới lái xe với người lái xe lâu khác nhau gì không? Do you know what's the difference between a new driver and a seasoned driver? Khác nhau là họ biết đường. The difference is that they know the way. Và tốc độ họ nhanh hơn. And their speed will be quicker. Và khi nói đi thì tôi đâu biết đường đâu, tôi phải đi theo. So when he said go, then I just follow. I didn't know the way. Và bắt đầu ra khỏi cái chỗ exit để bắt đầu đi highway đó. And as we getting off to enter into the exit. Thì ảnh từ cái lane đầu tiên ảnh một lèo một khác rồi coi như qua tuốt cái lane thứ năm đằng kia. Once he entered the highway, he was from this lane. He crossed many lanes to the other side. Còn tôi phải cứ nhích từng lane, mà tới khi tôi qua được bên này, ảnh chạy qua tới bên kia rồi. Ảnh chạy ngược lại bên kia rồi. So by the time I finally moved one lane to the next, đó là cái by the time I get there, he already jumped back to the other nhau. Side, and that's what happened when there's some problem could occur when two people walking together. Nhưng mà cảm ơn Chúa Thánh Linh là đấng hết sức là biết điều. But we have to thank God that the Holy Spirit, He is very understanding. Ngài hết sức là tâm lý. He's very understanding. Và Ngài được mệnh danh là một giáo sư dạy lái xe cho chúng ta cũng được. Nếu chúng ta and nghĩ the Holy vậy. Spirit could also known as a counselor that can teach us how to drive. Nhưng mà Ngài là giáo sư cho nên Ngài hướng dẫn chúng ta một cách rất là chậm rãi, and rất he's a là professor, kỹ lưỡng. And he can teach us how to drive slowly and carefully. Ngài không bao giờ bỏ chúng ta để Ngài đi trước. He will not leave us and go ahead of us. Nhưng mà có điều chúng ta lấu cá lắm. Không biết dịch gì luôn. Có điều chúng ta hay làm thầy lắm. But we are very naughty and we like to be the teacher. À, là gì? Là chúng ta luôn luôn đi trước. We like to go ahead of the teacher. Và thậm chí chúng ta chỉ Ngài đi nữa. And sometimes we even want to direct the Holy Spirit where to go. Nhiều lúc chúng ta dẫn Ngài đi nữa. We lead him where to go. Đúng không bà anh em? Is that right? Chắc tôi bị vậy chứ ông bà anh em không có đâu. Maybe it's just me, not you. Hay là hội thánh nào có vậy chứ hội thánh chúng ta không có vậy phải không? Maybe just other church and not necessarily our church, right? Dạ, xin thưa, chúng ta thường hoặc là đi nhanh hơn Ngài hoặc là chúng ta đi chậm hơn Ngài. But listen, a lot of time we do walk ahead of him. Vì có chúng ta đi theo ý riêng của mình. Because we want to go by our own desire or with our own pace. Cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho ông bà anh em buổi sáng hôm nay là chúng ta có đồng đi với Ngài hay không? Hay là chúng ta đi trước Ngài hoặc là chúng ta đang dừng lại? So the question this morning I want to present to you is, are we walking with the Holy Spirit or are we walking ahead of Him or we have stayed in one place? Bao nhiêu người chúng ta biết câu chuyện con thỏ và rùa chạy đua? How many of you know about the hare and the tortoise story? Yeah, có mấy cánh tay giơ lên. There are a few hands rising up. Tôi nghĩ rằng ai cũng biết câu chuyện đó. Con rùa nó chạy chậm nhưng mà nó chạy tới đích. The tortoise, he's going very slow, but he gets to the destination. Nhưng mà con thỏ thì nó vui chơi giữa đường, ý chạy nhanh. The hare or the rabbit, he's thinks he's fast, so he's wandering off and he didn't stay focused cuối cùng, on his path. Lại về đích sau. And he hãy cẩn thận đi, có khi chúng ta không đang cùng đi với Chúa. Be careful when we are not walking with God. Chúng ta đang dừng ở đâu đó. We may be stopping somewhere. Hoặc là chúng ta đang đi trước Ngài. Or maybe we're getting ahead of God. Chúng ta muốn chỉ Ngài đi cái con đường của chúng ta. We want to show God where to go. Và chắc chắn Thánh Linh không đi con đường path. Của chúng ta đâu. But for sure the Holy Spirit will not walk. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta phải quay trở lại với Ngài để chúng ta có thể đi đến đích. But He will want us to return to the right path so we can walk with Him. Chúng ta nhớ hành trình của dân Israel đi trong đồng vắng không? Do you remember the path that the Israel walk in the wilderness? Ban ngày thì có đám mây. During the day they have the cloud, the pillar of cloud. Ban đêm thì có trụ lửa. And at night they have the pillar of fire. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi nào trụ lửa hoặc là trụ mây cất lên.
And whenever the pillar of cloud or fire were lifted up, thì dân sự mới bắt đầu bước đi. Then that's when they start to walk. Còn nếu mà lúc nào trụ mây trụ lửa vẫn còn ở tại đó, when the pillar of cloud or fire stay in one place, thì dân sự vẫn còn đóng trại ở tại đó cho đến chừng nào mà thấy trụ mây trụ lửa. So they have to camp there in one place until the pillar of cloud or fire move. Thì họ mới ra đi. Then they can start moving. Ông bà anh em ơi, dear brother and sister, nhiều lúc Thánh Linh ở đây, sometimes the Holy Spirit is here. Thánh Linh đang nhảy múa. The Holy Spirit is jumping and dancing. Thánh Linh đang hoạt động. The Holy Spirit is working. Thánh Linh đang làm những cái công việc của Ngài. And he's working his way. Ngài đang muốn vận hành giữa vòng hội thánh của and he's Ngài. Want to moving among the church. Nhưng mà chúng ta thì lại ngồi ì ở đó. But we are sitting in one place. Tại trong ngôi nhà của Chúa, tại trong sự thờ phượng Chúa, Ngài đang muốn hành động. And in his house and in his place and he want to move, he want to work. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại không bắt theo kịp theo nhịp của Ngài. But we couldn't catch up with his pace. Trong cuộc sống theo Thánh Linh của Chúa, in our life when we walk with the Holy Spirit, đôi khi Chúa muốn chúng ta làm điều này nhưng mà chúng ta lại muốn làm theo cái điều của chúng ta. Sometimes he want us to do this thing but we want to do our way. Chúa Thánh Linh bảo chúng ta là hãy cầu nguyện. The Holy Spirit tells us to pray. Nhưng mà chúng ta thì hãy cứ nói chuyện với người but we khác like mà thôi. To talk with other people. Chúa Thánh Linh thì muốn chúng ta yêu thương. Holy Spirit want us to love. Nhưng mà chúng ta thì cứ muốn ganh ghét mà thôi. But we like to hate. Thánh Linh của Chúa muốn chúng ta sống một cái đời sống mà đổi mới ở trong Ngài nhưng mà chúng ta cứ muốn sống cái cuộc đời cũ của mình. The Holy Spirit want us to live in a new life, in a refreshing new life, but we like to stay in our old ways, our old habits. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta phải cùng đi với Ngài trong một hướng. So may God help us to walk in the same direction, the same path with him. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa. And today, dear church. Tôi muốn nói với hội thánh của Ngài. I want to say to you. Chúng ta giống như đoàn dân Israel khi xưa. We are just like the Israelites back then. Khi trụ mây cất lên, when the pillar of cloud was lifted, thì dân sự đồng nhổ trại để mà bước đi. So they all pull their camp to start moving. Có người nào đọc Kinh Thánh mà thấy chép ở trong Kinh Thánh rằng có một số người thấy ở trong hoang mạc lâu quá rồi họ tự động nhổ trại, hay là có một cái chi phái nào nói rằng ở đây đông quá, ở giữa sa mạc nóng nắng quá, ở đây lâu quá, bây giờ chi phái của chúng tôi quyết định là rời khỏi chỗ này, không cần trụ mây trụ lửa dẫn đường gì không? Have you ever seen the Bible is written where a certain tribe or certain groups of people they say it's so hot in the wilderness, it's so uncomfortable, I'm not going to wait on that pillar of cloud to guide us, I'm going to digress from another direction. Có gia đình nào nói rằng ô đợi chờ ông Môi-se ông lãnh đạo rồi đợi chờ coi như là đi theo từng đoàn từng chi phái thứ tự phải đi chi phái này trước chi phái kia sau mệt quá đi để gia đình của tôi đi trước về cái xứ hứa. Do we see anywhere it say, well, why are we waiting on Moses for? He has to tell us like have to travel by tribe and certain order of the different tribes. That's too messy. Why couldn't my family just go ahead and get to the destination where the promised land is? Nhưng mà dân sự của Chúa đã làm gì? But what did the people tôi tin chắc là người lớn sẽ chờ đợi người nhỏ, người trẻ sẽ chờ đợi người già, người này sẽ giúp đỡ người kia để cùng mà bước đi. But I believe that the elder wait for the young and everyone is waiting for each other and they help each other so they can take off the same time. Và tôi nói điều đó để nói với hội thánh của Chúa rằng dù trong hội thánh của Chúa có người già, người trẻ, người tin Chúa, lâu người tin Chúa mới, nhưng mà chúng ta hãy cùng với nhau bước theo Thánh Linh và cùng đồng đi với nhau. And I'm saying this in our church we may have old and young and we may have new Christian and old Christian, but let us all walk together in the Holy Spirit. Đừng ai nghĩ rằng ô một mình gia đình tôi, một mình chúng tôi có thể cái nhóm chúng tôi, khu vực chúng tôi có thể là đi được nhanh hơn và đi được đến đích để đi với Chúa. Let none of us say that oh just me I can do this or just my family or just my group I can do this I can follow the Holy Spirit.
Và như vậy thì sao? Then what will happen? Chúa muốn chúng ta nhịn nhục. God wants us to be chịu đựng, persevered, humble. Dìu dắt, so we can go and be giúp guided đỡ nhau, to help each other. Để chúng ta cùng đi đến mục đích. So that we all can go into the same final destination. Không ai đi nhanh hơn. Nobody walking faster than other. Không ai đi chậm hơn. Nobody walking slower than other. Nếu mà có người đi nhanh hơn, if someone walk faster, thì đâu có quý vị ngày nay. Then some of you may not be here today. Tại vì tôi tin chắc rằng mấy mục sư đi trước hết rồi. Then the pastor would walk way ahead of you. Hơi đâu chờ đợi quý vị mệt quá. They wouldn't be staying back to wait. Bồng ẩm quý vị mệt quá. Carry you is so tired. Nhưng mà tại sao các tôi tới Chúa không đi trước? Why didn't they go ahead? Tại vì đó là ý muốn của Chúa Thánh Linh. Because that is the will of the Holy Spirit. Amen. Amen. Cho nên đừng ai có thể nói rằng ô chỉ một mình tôi mà thôi. Không quan tâm đến người khác. Let's none of us say that, oh, just me, I don't need anybody. Đồng đi với Thánh Linh cũng có nghĩa là đồng đi với hội thánh của Ngài. Walking with the Holy Spirit meaning đồng vui với hội thánh của Chúa nhưng mà đồng buồn với hội thánh của Ngài. So you share the joy and the sadness in the church. Đồng tiến đồng thối với nhau, đó là điều mà Chúa muốn chúng ta có sự hiệp nhất trong hội thánh. You go forward and hold whatever the pace may be along with the church. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho tôi với ông bà anh em học lấy những điều này. May God help each one of us to learn these things. Tôi muốn hỏi thêm một điều này nữa. I want to ask one more thing. Nếu lời Chúa hôm nay chỉ rằng ông bà anh em và chúng ta đang đi xa Ngài, đi sai với đường lối của Ngài, chúng ta có sẵn lòng quay bước trở lại với Ngài hay không? If the word of God revealed to you this morning that you are on the wrong path, are you willing to return and go back so that you can be on the same path? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta quay trở về với chính con đường của Chúa. May God help each one of us to return and go back. Vì khi chúng ta đi đúng con đường Chúa muốn là chúng ta đang đồng đi với Thánh Linh Ngài. Because when we on the path with Him, then we are walking in the same direction with the Holy Spirit. Chúng ta không thể đứng quay mặt về hai hướng vì như vậy chúng ta không thể đi theo con đường của Chúa được. We cannot look in two directions because then that way we cannot walk with Him. Chúa kêu gọi chúng ta từ bỏ những gì thuộc về chúng ta để chúng ta có thể đi với Chúa. God has called us to leave behind what's us, but to walk with Him. Và chúng ta phải từ bỏ những cái gì mà của con người, của sự kiêu ngạo chúng ta để chúng ta đầu phục Ngài. We have to leave behind all of our proud and pride and proud so that we can submit to Him, to follow Him. Chúng ta phải đi trong cái con đường và trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. We have to walk in the path with the Holy Spirit guide us. Thì chúng ta biết rằng khi chúng ta đối diện với mọi nan đề thử thách trong cuộc đời chúng then ta. Then when we know when we facing with obstacles in our life. Tại nơi đó Ngài đang ở giữa. Then we know that God is amidst that. Và nơi nào có sự hiện diện của Chúa, kẻ thù không thể làm hại gì được chúng ta. And wherever there is God's presence, then the enemies cannot do any harm. Mọi nan đề, mọi hoàn cảnh không có thể nào đắc thắng chúng ta được. Our problem, issue or circumstances cannot overcome us. Một điều nhắc nhở nữa trong cái khi đi đường cùng với Chúa. And one more thing I want to remind about how we walk with God. Khi chúng ta đi với Chúa không thể nào chúng ta không nói chuyện. When you walk along or with God, you cannot not talking. Thứ sáu vừa rồi tôi đi với vợ chồng của anh Hiển. So this past Friday I went with Brother Hiển and his wife. Và thật sự trong những ngày qua thì chúng tôi làm cái sân chơi phía trước nên tôi quá mệt. And in the past days we were working on the playground so we were very tired. 6 giờ rưỡi chúng tôi đi, 5 giờ tôi cũng còn ở trên cái sân chơi này. 6:30 we need to leave and but 5:30 I was still here working on để làm việc, còn ban đêm thì cũng thức để chuẩn bị bài giảng. And then at night of course I'm awake to prepare for the message. Nên lên xe ngồi đó tôi thật sự không có nói chuyện được. So when I get in the car I couldn't talk. Tôi chỉ có nằm và tranh thủ nhắm mắt để ngủ một chút. So I used that time to take a little nap. Nhưng mà khi mà có cơ hội mà tỉnh ở lại chút nào đó thì tôi tranh thủ nói chuyện. But whenever I'm awake, I try to talk. Một vài lời để không có tạo nên một cái không khí nó mình rất là kỳ nếu mà mình đi chung với ai đó mà mình không có nói chuyện, phải không bạn em? It's very awkward when you're riding with somebody and you just stay quiet. Chúng ta cười đúng không? We laugh. Phải vậy không? Is it true?
Chúng ta đi với ai đó mà chúng ta không nói chuyện gì hết, không có cái sự trao đổi, không có sự tương gian thì sao? If you're riding with someone or walking with someone and there's no communication, then chắc chắn là một bầu không khí rất là nặng nề. Then I'm pretty sure the environment or và chắc chắn có một cái gì đó nó lợn cợn ở giữa hai cái đối tượng đó, cho nên mới có thể mà đó là mình không nói chuyện với nhau. There must be something in the environment or the atmosphere that make it very heavy. There has to be some kind of issues among them. Rất là khó chịu, và khi chúng ta nãy giờ tôi nói thì ông bà em cười đó. And now you laugh when I said that. Bởi vì cái trường hợp đó ít có khi nào có thể xảy ra lắm. Is it very rarely happen? Nhưng mà khổ một cái chúng ta thường xuyên xảy ra với Chúa Thánh Linh. But unfortunately it's very commonly happen. Chúng ta cười vì cớ nếu mà hai người đi chung với nhau mà không nói chuyện gì hết. We laugh when two person riding together and they don't talk to each other. Nhưng mà mấy chục năm hay là mấy năm rồi chúng ta theo Chúa Thánh Linh hay là theo Chúa, chúng ta có mỗi một giờ phút nói chuyện với Ngài không? But the past years, whether 10, 20 years or how many years that is, when you walk with the Holy Spirit, have you been talking or conversing with Him? Chúa thì Ngài nói chuyện với chúng ta, biết là con đi bên phải, con đi bên hướng này, con đi như thế này, thế kia. So God or the Holy Spirit continuously talking with us, say go this way, go this direction. Nhưng mà chúng ta thì bịt tai không thèm nghe. But we close our ears, we don't want to listen. Và ngược lại thì chúng ta chẳng nói gì với Ngài. And in return we didn't want to say anything either. Đúng không? Is that correct? Có một hội thánh. Is that correct? Does that happen? Có nhiều người tới ngày hôm nay vẫn chưa biết cầu nguyện với Chúa. There are some people up to now they still don't know how to nói pray with cầu God. Nguyện cầu nguyện là nói chuyện với Chúa thôi. To pray, to talk with God is to pray. Bữa hôm qua nghe một sư Sơn ông nói rằng hội thánh cũ bên Việt Nam á, chứ không phải thánh chúng ta đâu. So yesterday I hear Pastor Sơn said a church in Vietnam, not our church here. Mỗi lần mà sau khi giảng xong, một sư mời ai đó cầu nguyện. After the sermon or after the preaching, the pastor usually asks someone to pray. Mời lần thứ nhất được. They can ask the first time. Mời lần thứ hai, cái tuần thứ hai thì ok. You can ask the second week. Mà tuần thứ ba còn mời nữa là nghỉ nhóm luôn. If you ask it one more time, then they'll stop going to church. Tại sao nói chuyện với cha mình, nói chuyện với Chúa của mình mà tại sao mà mình lại như vậy? So what is the issue when you're just talking to your father? Mà nếu mình đi cùng với Chúa mà mình không trò chuyện gì với Chúa thì mình với Chúa đang có cái gì xảy ra đây? If you're walking with God but you cannot talk to him, mà then cái sai what is đó the không issue? Phải là sai trật từ Chúa mà sai trật chết hết là chúng ta. And the issue shouldn't be from God but the issue is lying within us. Và thưa ông bạn em, hãy nghĩ lại bao nhiêu lâu rồi chúng ta không có thời giờ, hay là chúng ta nói rằng chúng ta không có thời giờ, hay là bao nhiêu lâu rồi chúng ta không có nói chuyện riêng với Ngài. So how long has it been that you haven't talked with God? Bao nhiêu lâu rồi? How long has it been? Lúc nào là chúng ta nói chuyện cuối cùng với Ngài? When was the last time you talked to God? Thời gian qua. In the past times. Mới hôm qua không nói hay là một tháng rồi? If it's just yesterday or was it a month ago? Không nói ra chứ mà Chúa biết hết á. We may not say it, but God knows. Chúng ta có thể không nói với con người nhưng mà Chúa biết. We may not have to say to anyone, và but God knows. Và tôi muốn nói với ông bà, anh chị em sáng hôm nay rằng chúng ta đi với Chúa phải đi cùng một hướng, và đi với Chúa chúng ta phải có mối thông công, tương giao, trò chuyện với Ngài. But I want to say to you this morning is that to walk with God, you have to walk in the same direction with God. But while walking with Him, you have to have a conversation with God. Nếu không thì chúng ta phải làm gì đó để cải thiện lại cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa Thánh Linh. If not, you have to correct that. Để chúng ta có thể bước đi với Ngài. So in order for you to walk with God. Một trong những cách cải thiện. And one of the way to correct this. Tôi bày cho ông bạn em. That I can show you. Đó là Chúa nói với chúng ta đó. Là gì? Điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì đó là luật pháp và lời tiên tri. And the tip is that do unto other as how you want them do to you, because that is the law and also a prophecy. Nếu chúng ta muốn nghe được tiếng Chúa thường xuyên, if you want to hear God's voice, chúng ta muốn nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn, if you want to hear God's voice clearly, thì chúng ta hãy cứ nói chuyện với Ngài đi.
then you need to start talking. Trong cái sự cầu nguyện của chúng ta với Chúa, đó là cách mà chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa. In your praying with God, and that is how and when you can. Trong cái việc mà chúng ta đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa là cách mà chúng ta có thể được Chúa tương tác lại với chúng ta. And while you're reading the Bible, that's how you hear God's voice. Và đó là cái cách mà chúng ta có thể trở lại cái mối liên hệ tương giao với Chúa một cách mật thiết. And that is how you can get back to your relationship with God. Trên con đường mà chúng ta đi với Ngài. And how to continue your path with God. Và một điều nữa. And one more thing. Đó là chúng ta hãy thờ phượng Chúa. Let's worship God. Hãy hát ngợi khen Chúa. Let's sing praise God. Hãy dâng lời cảm tạ Chúa. Say thanks to the Lord. Và khi chúng ta tôn vinh Chúa như vậy, and when you praise the Lord, tôi tin chắc rằng Chúa Thánh Linh cũng tôn vinh chúng ta trước mặt. And I'm pretty sure the Holy Spirit will also praise with us. And He will lift us up to God as well. Hãy bước đi trong sự công bình. Walk in the righteousness. Chúng ta sẽ hiểu biết Thánh Linh nhiều hơn. Then we will understand the Holy Spirit more. Nãy giờ chúng ta đã nói đến địa điểm. So earlier we mentioned about khởi hành của chúng ta với Chúa Thánh Linh. And the direction. Và chúng ta cũng nói rằng chúng ta phải đi cùng một hướng với Chúa. And we said that we have to walk in the same direction. Bây giờ chúng ta nói đến cái điểm cuối cùng. And now we're going to talk about đó là cái đích mà chúng ta đến. The final destination. Cái địa điểm mà chúng ta where đến. You will be arriving. Có lẽ phần này tôi phải chạy nhanh. And maybe this part I have to run fast. Cả hai điểm. There are two things. Gọi là hai cái điểm đến được đặt trước mặt chúng ta. There is two destination put in front of us. Ai đoán được không? Do you know what it is? Một là thiên đàng. One is the heaven. Hai là địa ngục. And then the other is the hell. Đúng không? Is that correct? Một là sự sống. One is life. Hai là sự chết. And one, the other is death. Một là bước theo Thánh Linh. One is to walk with the Holy Spirit. Hai là bước theo xác thịt. Or walk with the flesh. Một là đi trong sự sáng. One is walk in the light. Và hai là đi trong sự tối tăm. Or walk in the darkness. Nếu chúng ta đi theo con đường của xác thịt. If we walk in the flesh. Chúng ta đi trong sự tối tăm. If we walk in the thì dark, chúng ta sẽ gặt hái những điều gì thuộc về thế gian này. Then we will reap what is from nhưng this mà nếu chúng ta from this world. Đi trong sự sáng. If we walk in the light, nếu chúng ta đi trong sự hướng dẫn của Thánh Linh của Chúa thì chúng ta sẽ đi đến thiên đàng. If we walk in his in the guidance of the Holy Spirit, then we'll get to heaven. Và như vậy, ngày hôm nay ông bà anh em chọn chúng ta đi theo ai? So today, who do you choose to follow? Đi theo xác thịt của mình, đi theo bản ngã của mình, đi theo ý riêng của mình hay là đi với Chúa Thánh Linh? Do you choose to walk with your flesh, with your own desire, or do you want to choose to walk with the Holy Spirit? Ngày hôm nay ông bạn em chọn rằng chúng ta phục vụ ai? Who do you choose to serve today? Phục vụ Chúa? Serve God? Phục vụ vương quốc của Đức Chúa Trời hay là phục vụ God's thế gian kingdom, đời này? Or serving this world? Đức Thánh Linh thì Ngài luôn luôn muốn dẫn chúng ta đến cái sự sống và ban cho chúng ta ánh sáng sự sống. So the Holy Spirit always want to lead us to life and to the light. Để cuối cùng chúng ta có thể nói như David nói ở trong Thi Thiên 23 rằng. So that we can say like David in Psalm 23. Dầu tôi đi trong trũng bóng chết. Though I walk in the valley of death. Tôi cũng chẳng sợ tai họa nào. I shall not fear. Vì Chúa ở cùng tôi. For God is with me. Chúa Thánh Linh muốn chúng ta đi với Ngài. The Holy Spirit wants us to be và khi chúng ta đi với Chúa Thánh Linh thì dù chúng ta có băng qua tất cả mọi gọi là tên lửa, mọi cái trũng của sự chết thì Chúa vẫn ở cùng chúng ta. So when you walk with the Holy Spirit, although you have to go through all the attacking of fire or through the valley of death, then we know that God is with us. Cảm ơn Chúa. We want to thank you, Lord. Ngay cả trong cái sự chết đó, Chúa vẫn ở với chúng ta. We want to thank God cho nên though hãy đặt niềm tin của chúng ta nơi Chúa. So let us put our faith in him. Trong Giăng đoạn 14 câu 16, Chúa Giêsu nói rằng: Ta lại nài xin Cha, Ngài ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác. And I will pray the Father and he will give you another helper. Để ở với các ngươi đời đời. That he may abide with you forever. Chúa Giêsu nài xin Đức Chúa Cha ban Thánh Linh là đấng yên ủi ở với chúng ta đến đời đời.
So Jesus has asked the Father to send the Holy Spirit. Ngài không ở tạm thời với chúng ta đâu. He can be with us forever. He's not. Ngài ở đời đời với chúng ta. But he abides forever with us. Nhưng xin Chúa giúp đỡ chúng ta cũng đời đời đi với Ngài. But may God also help us to walk with him forever. Chúa muốn chúng ta đi với Ngài đến đời đời chứ không phải đi đến một cái điểm nào đó rồi chúng ta dừng và để Ngài đi luôn. God wants us to walk with him forever and not just temporary up to a certain point only. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để rồi chúng ta sẽ đồng đi cùng với Ngài. May God help us so that we can continue to walk with him. Và ở cùng với Ngài cho đến ngày mà chúng ta gặp Chúa. So we can walk with him until the day that we meet him. Ở trên thiên đàng mà thôi. In heaven. Tóm lại, phần kết luận ở đây, my summary để đi cùng nhau, chúng ta và Thánh Linh phải đi chung một con đường. So in order to walk with the Holy Spirit, we have to be in the same path. Và cái con đường mà chúng ta đi là con đường Chúa Thánh Linh muốn chúng ta đi, chứ không phải là chúng ta muốn Ngài đi. And the path is what the Holy Spirit wants us to walk upon. Hãy để Thánh Linh dẫn dắt chúng ta đi trên con đường của Ngài, chứ đừng để chúng ta muốn Thánh Linh đi theo con đường của chúng ta. So let the Holy Spirit guide us on his path and not on our own. Chúng ta và Ngài phải đi cùng một hướng. And we must walk in the same direction with the Holy Spirit. Cái cuộc đồng hành của chúng ta với Chúa là cuộc đồng hành có khởi đầu nhưng không có kết thúc. So our company with God or walking with God, it has a starting point but no ending point. Cái kết thúc của chúng ta là trong cõi đời đời, hay nói khác hơn là không có kết thúc. Because our ending point is in the everlasting life. So in other words, there's no ending. Hiện tại ông bà anh chị em đang bước đi với ai? So right now, who are you walking with? Nếu chúng ta nói rằng chúng ta đang bước đi với Chúa Thánh Linh thì hãy theo kịp Ngài hoặc là để Ngài dẫn dắt chúng ta. If you say you walk with the Holy Spirit, then be in the same pace with him or let him guide you. Và chúng ta phải tiếp tục bước đi với Ngài và chúng ta không đi trước Ngài cũng không đi sau Ngài. Let us walk with the Holy Spirit and not let get ahead of him or staying behind him. Không có gì làm cho ông bà anh em chúng ta mất hứng trên cái vấn đề chúng ta đi theo Chúa cả. There's nothing to make you lost desire to walk with God. Nếu ông bà anh chị em đã bắt đầu con đường này mà chúng ta đi với Ngài thì chúng ta hãy hoàn thành cái điều đó. If you started the path, then continue on that path until the end. Nếu ông bà anh chị em và tôi đang ở trên con đường bước đi với Thánh Linh thì hãy tiếp tục đi với Ngài, đừng bao giờ bỏ cuộc. If you started on that path, then continue. Amen, ông Hội Thánh. To be faithful on that path. Don't hãy nói với người bên cạnh chúng ta là đừng bỏ cuộc. Tell your neighbor, don't give up. Hãy đi cùng với Chúa Thánh Linh. Walk with the Holy Spirit. Và hãy đi cùng với anh em chúng ta trong Hội Walk Thánh. With your brother in the church. Hãy đi cùng với Chúa Thánh Linh. Walk with the Holy Spirit. Và chúng ta hãy cùng nhau đi với Hội Thánh của Chúa. And walk together with the church. Hãy đi trên con đường dẫn đến sự sống. Walk in the path và bước đi với Chúa Thánh Linh mỗi một ngày trong and cuộc đời của chúng ta. Walk with the Holy Spirit daily. Cho đến khi mà chúng ta đến đích mà Đức Chúa Trời muốn. Until we get to our final đó là thiên đàng vinh hiển mà Ngài dành cho cuộc đời của những heaven, con người bước theo Thánh Linh. That is everlasting life in hãy bước đi God với Chúa Thánh Linh walk with the Holy trong Spirit. Sự vâng phục và đồng ý để Ngài hướng dẫn cuộc đời submit của chúng ta. Him and obey him and let him guide you. Tôi cầu nguyện cho quý con dân của Chúa, Hội Thánh của Chúa and I pray for everyone. Là Hội Thánh nguồn sống tại đây cũng như Hội Thánh nguồn sống tại Việt Nam. So that our church here, để mỗi người chúng ta hãy bước theo Thánh Linh và cùng bước đi Vietnam, với nhau so that we gonna walk để chúng ta hoàn thành cái ý định của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. So that we accomplish the will of God in để our cuộc đời life. Chúng ta sẽ làm vinh hiển danh Chúa và đẹp lòng Ngài. So that our life will be glorifying to God. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên.